Hello anh em, giới thiệu với anh em đây là cái thùng máy vi tính mới của mình tên là Apple Mac Mini M2 Pro. Nhìn nhỏ vậy thôi nhưng mà lợi hại lắm đấy. Đây là lần đầu tiên mà Apple đưa một cái chip Pro vô trong dòng Mac Mini, mở rộng cái đối tượng cho dòng Mac Mini này. Tại vì vốn dĩ thì Mac Mini chỉ sử dụng cho những cái đối tượng là người văn phòng, người làm những cái đồ họa nhẹ nhẹ, thiết kế banner nhỏ, rất là nhẹ thôi. Nhưng mà ngày nay chip Pro này nó có thể edit được 8K. Thì thông số này nghe nó rất là ghê, bởi vì bản thân mình là một creator chuyên nghiệp, một người làm video hàng ngày, sản xuất nội dung bằng video, nhưng mà cũng chưa đụng tới những cái độ phân giải lên tới 8K nữa. Và đến ngày hôm nay thì cũng là hơn một tháng mình sử dụng con Mac Mini M2 Pro này rồi, thì nó quá mượt đi. Công việc của mình không bị tắc nghẽn, không bị vướng mắc, không bị lỗi, không bị một cái sự cố gì hết. Xài cứ xài thôi, dựng video thì cứ dựng thôi, render nó phục vụ cho công việc rất là ổn luôn. Về dự án thì dự án của mình nó không thuộc thể loại nặng lắm. Cái dự án của mình thì nó không có gọi là chất lượng quá cao như là TVC các thứ, điện ảnh các thứ. Nhưng mà mình cũng muốn đẩy chất lượng của mình lên cao, cho nên hiện tại thì mình đang sử dụng là 4K 422 10bit chuẩn H.265. Và số lượng file nó sẽ rơi vào khoảng từ 100 cho tới 150 file cho một dự án. Thì đối với cái số lượng file và cái chuẩn nén như thế này thì nó khá là hóc đối với những cái máy tính thông thường. Nhưng mà cái con M2 Pro này là nó playback edit real time mượt luôn, không cần phải dùng proxy. Một cái bài test thử về sức mạnh thì mình sẽ record màn hình ở Camtasia cùng một lúc với lại DaVinci Resolve. Đây là đa nhiệm nha anh em, còn đang bật web với lại bật Zalo với lại bật Safari duyệt web các thứ rồi đó. Playback dự án đơn giản nhất là 4K 10bit 422 một lớp thì chắc chắn là nó cái lúc này thì nó sẽ là không thể không mượt được rồi. Thậm chí dùng chuột mình kéo nè, nó là mượt. Bật hai lớp 4K 10bit 422 lên thì kéo chuột nó cũng rất là mượt luôn. Và khó hơn một chút xíu thì mình bật hiệu ứng Fusion DVE để mà phân chia cái màn hình ra như thế này. Thì đây là một cái hiệu ứng Fusion nó gọi là không quá nặng, nhưng mà thực ra đối với máy bình thường là nó sẽ chắc chắn nó sẽ bị giật. Mà mình playback nó sẽ là hack line, là cái đường gắt. Hiệu ứng Fusion với hai lớp 4K. Ok, nếu mà khó hơn thì mình sẽ có thêm mấy cái title lower third, title 3D á, thì anh em sẽ thấy là mình có rất là nhiều. Thì mình add thử một cái ha, add thử hai cái ha. Đối với máy Windows là mấy cái title này là chắc chắn là bị giật rồi nè. Và ánh sáng lúc này thì nó sẽ là hack line. Hai cái cùng một lúc quá là mượt luôn. Ba cái cùng một lúc và ánh sáng lúc này thì nó sẽ là hack line, thì nó bắt đầu giật hơn. 4 cái thì mình nghĩ chắc bắt đầu giật 5 cái. Và ánh sáng lúc này thì nó sẽ là hack line, là cái đường gắt. Chắc là đâu đó được khoảng 10 đến 15 khung hình trên một giây. Thì đối với cái số lượng animation như thế này, Fusion Effects Video 4K 10bit 422 thì đấy, anh em tự cân đo đong đếm cái sức mạnh của nó. Còn bản thân mình thì phải nói là nó phục vụ công việc cho mình quá là tốt. Test render thì thực ra mình cũng không bao giờ quan tâm tới thời gian render, bởi vì trong suốt cái workflow của mình thì cái thời gian render sẽ chiếm một cái phần rất nhỏ trong cái quy trình làm việc, cho nên nhưng mà mình cứ test cho anh em xem. Thì bản thân mình thường hay render hai phần mềm, một đó là Camtasia. Mình render thử một clip 4K, độ dài là 3 phút 20 giây thì hết khoảng đâu đó 2 phút. Còn đối với DaVinci Resolve thì mình render thử một clip có thời lượng là 10 phút nè, độ phân giải là 4K nè, và cái codec là HEVC H.265. Thời gian là khoảng 6 phút. Clip 4K 10 phút thì render hết khoảng 6 phút. Thì nếu mà thêm hiệu ứng này nọ nữa thì có thể nó sẽ hơn một chút xíu nữa. Nhưng mà clip này của mình cũng đã có một số cái hiệu ứng Fusion với lại làm màu rồi đấy. Đối với anh em thì không biết là nhanh hay chậm, nhưng với mình á, thì cái thời lượng render như vậy á, là nhanh. Tại vì mình thường bấm render xong mình đi làm việc khác. Hôm trước thì có một bạn nói về cái cấu hình dưới cái clip iMac 11 của mình, thì bạn ấy nói là 46 triệu bạn thử build PC chạy Win xem có khác không. Mình đoán là hiệu năng mạnh hơn và sử dụng được vào nhiều mục đích hơn đấy. Thực ra về cái con số 46 triệu thì mình không nói, nhưng mà ý của bạn đại loại là cùng một cái giá tiền á, thì có thể tự lắp ráp những cái máy tính có cấu hình khủng hơn, thông số tốt hơn. Theo trải nghiệm của mình á, thì bạn này nói rất là chuẩn luôn. Cùng giá tiền build PC lúc nào cũng sẽ có cấu hình khủng hơn, RAM nhiều hơn, ổ cứng tốt hơn, chip CPU thậm chí là cao hơn. Nhưng mặc dù yếu hơn thì mình vẫn sẽ recommend tất cả những anh em nào mà hỏi mình về máy tính dựng phim, mình sẽ cho lời khuyên là mua máy tính của Mac. Còn mua Mac ở đâu á, thì hnmac.vn là nơi mà mình mua con iMac
9 triệu. Với hơn 10 năm cung cấp thiết bị Mac Apple thì HNMac là cái địa chỉ đáng tin cậy để anh em tìm đến những con iMac, máy tính Mac hay là MacBook. HNMac cam kết hỗ trợ trọn đời cho khách hàng với những dịch vụ hậu mãi như hỗ trợ vết nứt, khắc phục lỗi phần cứng và phần mềm. Tất cả có thể cài đặt từ xa luôn, cực kỳ tiện lợi với những ai đang ở xa mà vẫn cần support. Kể cả các sự cố về phần cứng thì HNMac cũng có luôn dịch vụ sửa chữa lấy ngay, nhanh chóng. Niềm cảm hứng vô tận dành cho anh em làm nghề thiết kế, làm nghề đồ họa liên quan tới thị giác này. Thiết kế của Apple thì hết nói rồi. Nó đơn giản nhưng mà mình lại có cảm giác rất là thích. Mặt trước có một trái táo thôi, bên hông cũng có cái gì hết trơn, nó nhìn trơn láng, sạch sẽ. Còn cái mặt đế là một cái mớ tấm phẳng luôn, nó không có mấy cái chân để mà mình để cho không khí nó lưu thông phía bên dưới nha, không có. Nhìn rất là bất ngờ. Hồi đầu mà mình mở ra thì mình nghĩ đây là một cái miếng ốp thôi, sau đó mình cố gắng tìm để gỡ ra nhưng mà không phải, nó chính là cái đế luôn. Và nhìn thì nó có vẻ nguyên khối như thế này nhưng mà nó có những cái lỗ tản nhiệt khe viền xung quanh như này, là cái lỗ hút gió đi vào tản nhiệt, sau đó là thổi cái hơi nóng ra phía đằng sau. Trong cái quá trình mà mình sử dụng thì mình thấy là kể cả edit video hay render video hay làm gì ấy, thì cái nhiệt độ của con này nó cũng quá mát đi. Trong cái quá trình làm việc thì anh em sẽ không nghe thấy bất cứ một cái tiếng động, không nghe thấy một tiếng quạt, tiếng gió gì hết, mặc dù là nó có quạt ha. Cực kỳ là yên tĩnh luôn, nghe thử tiếng đồng hồ nha. Bình thường em có nghe thấy tiếng đồng hồ không? Không thể nghe được, trừ khi anh em áp cái tai vô thì nó sẽ có một cái tiếng gió, tiếng motor siêu êm luôn. Còn về cái số lượng cổng ở đây á, thì cái bản M2 Pro á, thì sẽ tương đương với Mac Studio. Còn cái bản M2 thì nó sẽ bỏ bớt đi hai cổng Type-C. Tuy nhiên theo trải nghiệm của mình á, thì nó là dư xài rồi. Mình sẽ có 4 cái cổng USB đúng không? Hai cổng Type-C và hai cổng USB-A thông thường. Mình sẽ dùng như sau, một cổng HDMI riêng ở đây á, thì cắm cho màn hình. Nếu như mình có hai màn hình thì mình mới dùng thêm một cái cổng Type-C chỗ này nữa để mà xuất hai màn hình. Một cổng thì mình dùng thêm cho cái ổ cứng rời. Và còn hai cổng nữa thì mình sẽ dành một cổng cho đầu đọc thẻ nhớ. Còn một cái cổng nữa thì mình sẽ dành cho hub hay là một cái gì đấy mà nếu mà mình cắm thêm, ví dụ như là cạc âm thanh hay là dùng theo thơ với máy ảnh. Và để mà an toàn và cho những cái nhu cầu bất chợt xảy ra là mình có nhu cầu cắm thêm nhiều cái thiết bị. Mua thêm một cái hub thì nó sẽ mở ra thêm được 2-3 cổng USB, sau đó thì nó có đầu đọc thẻ nhớ thì mình bỏ, không phải dùng cái đầu đọc thẻ nhớ ở cổng này nữa thì mình lại dư ra nữa. Nên là một cái hub này sẽ mở ra cổng rất là nhiều và thoải mái để chúng ta sử dụng luôn. Tuy nhiên nói một chút về thiết kế ở đây thì mình nghĩ là hai cái cổng này đặt dọc thì nó sẽ tối ưu hơn. Nằm ngang như thế này thì mình chỉ có thể cắm dây thôi. Nếu mà mình cắm một cái đầu đọc thẻ nhớ thì nó sẽ che mất cái cổng bên cạnh và mình sẽ không tận dụng hết cái số lượng cổng. Và tất nhiên là nếu mà anh em nào sử dụng loại M2 Pro có 4 cổng USB Type-C thì thoải mái, không có lo thiếu cổng. Mặc dù mình rất là thích Apple nhưng mình thấy vẫn có hai đối tượng không nên mua đồ của Apple. Đối tượng thứ nhất đấy là những người mà thích chạy đua về công nghệ, về phần cứng, thông số, về những cái thước đo. Thì việc tự lắp ráp ra một cái PC, tự lắp ráp ra một cái máy tính mà tự mình chọn những cái linh kiện, nó là một cái game rất là vui. Và nếu mà bạn dùng Apple thì bạn không có lắp được cái gì hết, mọi thứ nó sẽ đóng chết luôn, chỉ có là mua con máy khác thôi. Đó, cái đối tượng thứ hai á, là những người mà đặc biệt hiểu cái công việc dùng 3D kiến trúc hay là những cái công việc lập trình đặc thù mà không thể sử dụng được ở trên Mac á, mà cái hệ điều hành như là Linux hay là Windows hỗ trợ tốt hơn thì không nên mua Mac. Và nếu anh em vẫn có ý định muốn tậu một con mini M2 Pro thì mình có một vài lời khuyên như sau. Đầu tiên đấy là anh em nên đầu tư cho RAM thay vì ổ cứng. Nếu mà có điều kiện dư thêm tiền á, mình sẽ lựa chọn cái cấu hình có RAM khỏe hơn hơn là ổ cứng. Ổ cứng thì khoảng tầm 512GB là đủ, còn lại thì chúng ta sẽ dùng một ổ cứng rời bên ngoài để có thể mở rộng ra. Và nhu cầu anh em mở rộng ổ cứng mà không cần tốc độ quá cao lên tới 2GB hay 3GB trên giây á, thì tầm 1GB đổ lại anh em có thể dùng những cái dock tích hợp luôn, những cái hub thì cắm một cổng Thunderbolt 4 thì nó sẽ rất là tiện và rất là đẹp. Và nếu muốn mở rộng ra ổ cứng có tốc độ mà cao luôn á, thì anh em có thể dùng ổ cứng mà nó hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 4 hoặc là USB 4.0. Hoặc là dùng những cái box xong nó gắn những cái ổ cứng M2 vô thì tiết kiệm chi phí được một khúc. Và tuyệt đối là đừng mua ổ cứng SanDisk T2 có tốc độ 2GB cắm vô hệ Mac thì chỉ dùng được 1GB trên dây thôi. Đó, bản thân kinh nghiệm của mình ha, rất tốn tiền. Ok, đấy là những cái trải nghiệm của mình về con mini M2 Pro này. Không có nói nhiều về mặt thông số 40 tỷ bóng bán dẫn hay là 200GB băng thông gì gì đó. Tại vì thực ra mình nghĩ cái thông số đó thì phải hiểu hết, hiểu sâu thì nó mới có tác dụng, mà nói ra thì nó cũng không có ý nghĩa lắm, chỉ là marketing thôi. Còn thực chất thì trải nghiệm như thế nào thì mình
thấy nó mượt. Nếu anh em nào mà đang làm video hay là đang có những cái công việc làm media mà cần có một cái máy tính nhỏ gọn mà đang thắc mắc xem là có phù hợp hay không, hay là có phục vụ công việc tốt hay không, thì anh em cứ bình luận phía bên dưới về cái thắc mắc là dự án anh em dùng kiểu gì, hiệu ứng gì, để mình test thử và trả lời cho anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.